Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, trong tối và đêm nay, dải mây dông ở phía Bắc sẽ bị đẩy dịch xuống nước ta. Nó sẽ gây mưa rào và dông cho các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Sang ngày mai, dải mây dông tạm thời suy yếu, mưa giảm chỉ còn xảy ra ở một vài nơi và trong ngày thì vẫn có những khoảng thời gian nắng gián đoạn. Nhiệt độ trong ngày mai sẽ dao động từ 30 đến 33 độ. Tuy nhiên, từ tối và đêm mai, khối khí lạnh ở phía Bắc sẽ tăng cường xuống nước ta, khiến cho rãnh mây dông qua khu vực phía Bắc của Bắc Bộ sẽ hoạt động mạnh hơn, đồng thời sẽ dịch chuyển dần xuống khu vực Trung Du và Đồng Bằng. Vì thế, mưa sẽ gia tăng trên khắp Bắc Bộ với nhiều điểm mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đối với khu vực miền Trung, dự báo trong đêm nay và ngày mai chỉ có mưa ở một vài nơi, ngày trời có nắng. Trong đó, ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, vào chiều tối mai, mưa dông sẽ xuất hiện ở khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Sau đó đến đêm, khu vực Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh sẽ có mưa do rãnh mây dông ở phía Bắc bị đẩy xuống, cục bộ có nơi mưa to kèm theo dông mạnh. Với khu vực phía Nam, dự báo trong chiều tối mai, mưa rào và dông sẽ diễn ra trên hầu khắp các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam với nhiều điểm mưa to trên 30mm. Những cơn mưa đầu mùa sẽ làm giảm đáng kể tình trạng khô hạn và thiếu nước, song trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ về các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm nên người dân cần hết sức lưu ý. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh phía Nam không cao. Cao nhất ngày ở Tây Nguyên là từ 31 đến 34 độ, Nam Bộ nhiệt độ cũng giảm xuống ở mức 32 đến 35 độ. Trên biển, ở khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển huyện đảo Hoàng Sa hay vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan vẫn là những vùng có mưa rào và dông với diện mưa ở mức rải rác. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.